chị và hôm nay tâm việt lên một video rất là đặc biệt nha tại vì là có một anh khách ở tận phú thọ là anh chị và đặt mua em loa à, w hai một năm b loại là có hai cụ bát 40 mươi đứng như thế này anh chị này đó và ship từ gò vấp về phú thọ cho anh chị nha rồi thì bây giờ xin mời anh chị cùng em tìm hiểu lý do tại sao ảnh lại mua em loa này về phục vụ cho nhu cầu của anh nha hãng prosing là một hãng loa kéo có thể nói là nổi tiếng trên thị trường loa kéo việt nam thì hiện nay cũng có rất là nhiều nơi bán làm đảo nhái kem loa này anh chị nè cho nên anh chị hết sức là lưu ý khi anh chị mua à, bất cứ nơi đâu cũng vậy anh chị cần phải kiểm tra thử là có phải là loa chính hãng của anh chị nha kiểm tra bằng cách nào thì bằng cách là anh chị có thể lên cái website của prosing.com prosing.com vn á, thì anh chị kiểm tra cái nhà phân phối đại lý ở trên đó thử anh chị kiểm tra thử cái cửa hàng đó có là đại lý của Prosing hay không Ok anh chị thì tâm Việt em rất là may mắn được là một trong những cái đại lý hàng đầu ở miền Nam của Prosing anh chị nha rồi thì bên tâm Việt em là hàng chính hãng thôi chứ nếu mà anh chị phát hiện là hàng giả hàng nhái thì tâm Việt em bồi thường cho anh chị là 20 triệu đồng luôn rồi tặng ngay chứ không phải là bồi thường nữa thì đây là cái bill của anh thì em cũng chuẩn bị là test hàng và đóng hàng gửi đi Phú Thọ anh chị nè để, em coi thử Em xin phép là che cái tên và số điện thoại của khách hàng nha Anh này là anh ở Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Rồi Phú Thọ Đó Rồi đơn của anh thì anh Mua một em loa 4 tắc đôi Pro W215B anh chị nè Với giá là 10 triệu đúng nha Thì anh chỉ thanh toán đúng 10 triệu thôi Và lúc đầu á Lúc đầu thì ảnh chỉ chuyển cọc Lúc đầu thì em kêu là ảnh chuyển cọc cho bên em là 700 ngàn thôi Để bên em trả trước cái chi phí vận chuyển Anh chuyển xong cho bên tâm Việt em 700 ngàn rồi Nhưng mà anh thấy mất công quá thôi Anh chuyển đủ luôn là anh chuyển 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 thêm là 9 triệu ba nữa là đúng 10 triệu luôn anh chị ơi Và bên tâm Việt em là hỗ trợ Bao ship cái em loa này Toàn quốc luôn anh chị nha Bất cứ mọi miền đất nước Ban đầu á Là ảnh cũng á, Kiểu như là anh á, sợ mua hàng từ xa mua hàng online họ không có hỗ trợ mình bảo hành nó nó, nó tốt được không hỗ trợ uh, uh, nhanh gọn được mà nó hơi rườm rà hơi phức tạp chút xíu tuy nhiên là sau một hồi tư vấn thì em đã giải quyết được cái tâm lý cho anh là anh không còn sợ mua online nữa anh chị nha đó và anh quyết định là xuống tay trả thẳng 10 triệu đồng cho em loa này luôn là bên tâm việt em là uh, chỉ cần uh, xuống đó là thu hộ uh, xuống đó là không cần phải thu hộ nữa Chỉ uh, anh chỉ nhận hàng anh kiểm tra hàng xong rồi là anh lượm nó thôi cái vấn đề mua hàng ở gần nhà hay mua hàng ở xa hoặc là mình đặt hàng online thì nó không thành vấn đề mà quan trọng là khi mà mình mua về rồi hàng hóa xảy ra vấn đề xảy ra lỗi mình đang trong cuộc vui mà cái là nó bị phát hiện ra lỗi cái là mình gọi điện thì có đảm bảo được là nơi đó sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho mình hay không và khi nó xảy ra vấn đề thì có khắc phục ngay lập tức cho mình hay không Hay là rề ra kéo dài thời gian rồi đôi khi họ còn à moi móc thêm phí của mình nữa anh chị Cho nên là anh chị cần phải tìm hiểu một nơi bán nào uy tín Đảm bảo được cho mình là khi mình cần Thì họ sẽ sẵn sàng ra hỗ trợ mình một cách nhanh gọn lẹ anh chị nè Phương án mà bên tâm Việt em bảo hành từ xa thì nó cũng à, nhanh gọn lẹ thôi và đúng và cũng à, tiết kiệm chi phí thời gian cho cả đôi bên nữa anh chị nếu mà hàng hóa lúc đó đang xảy ra vấn đề xảy ra lỗi ấy, thì tâm việt em khách sẽ gọi cho tâm việt em và tâm việt em sẽ côn video trực tiếp cho khách luôn và phát hiện được cái lỗi nào coi thử là nếu mà lỗi nhẹ tâm việt em khắc phục trực tiếp luôn rồi nếu mà lỗi nặng quá thì tâm việt em sẽ nhờ bạn kỹ thuật rồi coi thử là lỗi đó nằm ở đâu mình chỉ cần tháo cái đó ra mình gửi về tâm việt em thôi tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí chứ không phải là gửi nguyên một con loa đâu anh chị khi mà gửi nguyên một con loa thì nó lại to lên to lên thì nó vận chuyển rườm rà hơn cái thời gian nó lâu hơn chi phí nó cao hơn trường hợp xấu nhất là không phát hiện được lỗi thì mới gửi nguyên kiện loa về tâm việt kiểm tra nhưng anh chị yên tâm vì bên tâm việt em đặt đơn cho ship đến tận nhà lấy luôn anh chị chỉ tốn công đóng lại loa thôi với lại anh cũng tham khảo trên google map của tâm việt em nè anh vô xem những cái đánh giá rồi anh thấy tâm về em thì ok cho nên anh quyết định là chọn mua của tâm về em luôn và ngoài ra anh còn xem thêm ở trên youtube nữa anh chị anh xem trên youtube những cái video mà bên tâm về em làm cái video hướng uh, giao loa cho khách á thì anh thấy tâm về em cũng nhiệt tình nè hoa đồng vui vẻ nè thì anh cũng thích cái là anh quyết định mua của tâm về em luôn chưa loa này thì nhiều nơi bán lắm anh chị nó quan trọng là cái uy tín của mình có thực sự là đủ để làm cho khách hàng ấn tượng và quyết định mua hàng hay không thì cái đó là phải xem xét thử nơi bán đó đổi tính như thế nào có địa chỉ cụ thể rõ ràng hay không và khi xảy ra vấn đề bảo hành thì họ có đảm bảo là họ sẽ hỗ trợ cho mình một cách nhanh chóng và nhiệt tình nhất hay không Ok rồi thì những cái đó là cái tiên quyết về khi mà mình mua hàng online anh chị nhé rồi bây giờ em sẽ nói về cái nhu cầu của ảnh đó, là tìm một em loa có công suất lớn để phục vụ trong không gian cũng tầm 50 m vuông tại vì chỗ đó là chỗ cái tạp hóa bán hàng của anh mà. Tuy nhiên là ảnh mở cửa sổ rất là toang hoang nha. Thì uh, kiểu như là phía trước á là nó không có gì chắn hết đó cho nên nó rất là rồng thoáng anh chị nha. Và anh chỉ cần uh, tìm một đem loa công suất lớn và ảnh thích nghe những cái loa nào mà về như về độ sâu của bát này, về độ trầm ấm của bát này. Rồi, thì ảnh uh, mới liên hệ tâm về đem Và tâm về đem tư vấn cho ảnh cái con loa uh, W215B này này nó sẽ phục vụ tốt cho anh tại sao? đặc điểm của rosin là về cái tiếng bát trầm ấm sâu, nó là một cái đặc điểm đặc trưng của rosin luôn rồi. Ngoài ra, thì mà khi sở hữu hai bát nha, nó cho mình được cái đùa căng độ lực á, khi mình ở không gian xa ở không gian rộng thoáng này, ở xa cái độ căng độ lực đó thì mình ở xa, mình vẫn nghe rõ được cái tiếng bát anh chị nha. Cho nên đây là một cái điểm mạnh để chơi trong không gian rộng thoáng này. Với lại thì em loa này sở hữu cho hai củ chép nữa, hồng nên là hồng ken cho nên là sẽ phóng được cái âm thanh đi xa. Là khi mình ở xa thì vẫn nghe đầy đủ được cái giải âm của nó, kiểu như ở gần nghe sao thì ở xa nghe vậy. Và anh chị nào có nhu cầu như ảnh thì anh chị có thể là tìm hiểu và tham khảo thử cái em loa Procine W 215 bên chị nha Đó, hoặc là em sẽ để một cái đường link để cho anh chị xem review chi tiết cũng như là nghe thử cái chất âm của em loa này em sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video anh chị nha anh chị nhấp vào là anh chị xem thôi rồi và bây giờ em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh khách ở phú thọ thôi anh chị ơi một quãng đường thật là xa từ gò vấp về đến phú thọ anh chị rồi và cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi tâm việt em nếu anh chị thấy thích video này thì anh chị cho tâm việt em một like video bật đăng ký kênh bật thông báo kênh để chờ đón nhiều video hấp dẫn kế tiếp anh chị nha còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại